Xin chào các em học sinh khối 7 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy và trò chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một bài học mới. Bài học ngày hôm nay là định luật phản xạ ánh sáng. Thì ngày hôm trước các em đã biết được một định luật, đó là định luật truyền thẳng của ánh sáng. Thì ngày hôm nay các em sẽ biết thêm một định luật là định luật phản xạ ánh sáng. Chúng ta đi bằng một La Mã gương phẳng. Thì gương phẳng thì hầu như tất cả chúng ta đều biết, đúng không nào? Thì gương phẳng là một vật dụng rất quen thuộc trong đời sống của chúng ta. Thì chúng ta có thể xem hình của chúng ta trong gương phẳng để chúng ta rửa mặt, chúng ta make up, trang điểm. Thì sau đây là một số hình ảnh các em quan sát cho thầy. Thì hình đầu tiên là một cậu bé đang đứng trước một gương phẳng, đúng không nào? Và hình thứ hai là một nền nhà rất là sáng bóng, và hình thứ ba là hình mặt hồ. Thì các em quan sát ba hình ảnh này và cho thầy biết điểm chung của ba bề mặt trên là gì. Điểm chung, ví dụ bề mặt của gương phẳng này, bề mặt của sàn nhà này và bề mặt của mặt hồ đang yên tĩnh này, thì điểm chung của ba bề mặt này là gì? Điểm chung của ba bề mặt này là phẳng, nhẵn, bóng. Thì những bề mặt mà phẳng, nhẵn, bóng, người ta có thể coi như là một gương phẳng để chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của chúng ta qua các bề mặt phẳng, nhẵn, bóng này. Để các em quan sát, chúng ta có thể thấy hình của chúng ta trong gương phẳng và trong nền nhà phẳng, nhẵn, bóng. Và các em nhìn ở mặt hồ nước này, chúng ta có thể thấy được hình ảnh, đúng không nào, của cây cối, của các đồi núi. Thì hình ảnh của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương. Thì chúng ta nhìn thấy chúng ta ở trong gương thì chúng ta gọi là vật. Còn cái hình chúng ta quan sát được trong gương gọi là ảnh của chúng ta trong gương. Và đây là hình biểu diễn của gương phẳng, hay được gọi là ký hiệu của gương phẳng. Thì chúng ta sẽ có ký hiệu gương phẳng là một đường thẳng và chúng ta gạch chéo dưới. Thì cái mặt ở trên đây là chúng ta dùng để chúng ta soi, đúng không nào? Đây là biểu diễn của gương phẳng, hay được gọi là ký hiệu gương phẳng. Thì chúng ta khi chúng ta vẽ hình thì chúng ta vẽ hình này chứ chúng ta không vẽ cả cái gương vào, nhớ chưa nào? Tiếp theo chúng ta sang phần 2 La Mã, định luật phản xạ ánh sáng. Thì phần này rất là quan trọng và cũng rất là trừu tượng, nên các em có phải nghiên cứu kỹ và quan sát những hình ảnh và lời giảng của thầy để chúng ta dễ hiểu nhất. Chúng ta đi thí nghiệm. Thì thầy dùng một đèn pin chiếu một tia tới SI lên một gương phẳng. Đây, thầy dùng một đèn pin chiếu một tia tới SI lên một gương phẳng. Đây là gương phẳng. Thì tia sáng tới SI, hôm trước chúng ta học tia sáng rồi, đúng không nào? Thì là một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng. Thì sau khi cái tia tới SI này chiếu lên một gương phẳng thì nó sẽ bị hát đại một tia IR. Khi chúng ta chiếu một tia tới SI vào gương phẳng thì tại cái điểm I này này, nó sẽ hát lại cho chúng ta một tia IR. Thì cái tia sáng mà bị hát lại là tia IR ấy, người ta gọi là tia phản xạ. Đây, tia tới là tia tới SI và tia IR là tia phản xạ. Thì hiện tượng trên gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. Thí nghiệm này rất dễ, đúng không nào? Chúng ta chiếu một tia sáng vào trong gương phẳng thì tại cái điểm tới này nó sẽ bị hát lại một ánh sáng, thì người ta gọi là tia IR, phải được gọi là tia phản xạ. Đây, thì chúng ta chiếu một ánh sáng vào gương phẳng thì
gương phẳng là nó sẽ hát lại một tia sáng. Thì sau đây là một số ký hiệu. Thì các em phải ghi và vẽ hình này vào trong tập của thầy. Ở đây thầy có gương phẳng là gương G, gương phẳng này, chúng ta đã biết gương phẳng rồi đúng không nào? Thì SI là tia tới, tia sáng tới đấy. Thì các em quan sát tia tới có mũi tên hướng vào gương. Đúng không nào? Mũi tên hướng vào gương này, chúng ta vẽ tia tới, chúng ta phải vẽ có mũi tên. Thì từ cái điểm tới Y này trên gương nó sẽ cho chúng ta một tia phản xạ IR. Đây, tia phản xạ IR cũng có mũi tên. Các em quan sát tia tới thì mũi tên hướng vào gương. Và tia phản xạ thì mũi tên hướng từ gương ra, đúng không? Chúng ta phải chú ý được các mũi tên này. Thì Y là điểm tới. Và ta sẽ có IN là đường pháp tuyến. Thì đường pháp tuyến này là như thế nào? Đường pháp tuyến này là đường thẳng vuông góc với mặt gương tại điểm tới Y. Đây, chúng ta sẽ có đường vuông góc với gương tại điểm tới này. Chúng ta ký hiệu vuông góc. Nhưng mà ký hiệu vuông góc chúng ta biết rồi đúng không nào? Thì ta sẽ có góc SIN là góc tới. SIN là góc tới hay gọi là góc Y. Thì góc tới là góc hợp bởi tia tới và đường pháp tuyến. Đây, tia tới là gì? SI. Và đường pháp tuyến là IN. Thì ta sẽ có góc tới là SIN. Tương tự, ta sẽ có góc NIR là góc phản xạ, hay được gọi là góc Y phải. Thì góc phản xạ này được hợp bởi đường pháp tuyến và tia phản xạ. Đây, góc NIR. Thì chúng ta phải nhớ được các ký hiệu này và chúng ta biểu diễn. Lát nữa thầy sẽ hướng dẫn chúng ta vẽ tia phản xạ. Thì sau khi chúng ta đã biết một số các ký hiệu như là tia tới, tia phản xạ và đường pháp tuyến, thì thầy có một câu hỏi chúng ta như sau: tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào? Đây, chúng ta chú ý là tia phản xạ IR này nằm trong mặt phẳng nào nè. Thì các em quan sát cho thầy. Thì thầy quy ước cái mặt phẳng gương này, thì cái bờ này bờ gương, thì các em quan sát ở phía trên này và phía trên này. Như vậy tia phản xạ IR này nó nằm cùng với mặt phẳng tia tới SI và IN, có nghĩa nó nằm ở phía trên cái bờ trên của gương, đúng không nào? Như vậy thầy sẽ có nhận xét đầu tiên: tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới. Đây, các em quan sát tia phản xạ này nó sẽ cùng nằm trên một mặt phẳng với tia tới SI và IN, đúng không nào? Có nghĩa là ba tia SI, IR và IN này nó cùng nằm trên mặt phẳng, đúng không nào? Đó là nhận xét đầu tiên. Và câu hỏi thứ hai, các bạn so sánh độ lớn của góc phản xạ và góc tới, thì chúng ta biết được là góc tới là góc SIN và góc phản xạ là NIR. Thì chúng ta phải so sánh độ lớn của hai góc này. Thì để đo góc thì chúng ta dùng gì nào? À, chúng ta sẽ dùng thước đo độ, đúng không nào? Thì thầy dùng thước đo độ, thầy sẽ đo góc SIN. Thì các em nhìn xem góc SIN là bằng 60 độ. Tương tự, thầy đo góc phản xạ NIR bằng thước đo độ cũng bằng 60 độ. Như vậy, độ lớn của hai góc này như thế nào? À, độ lớn của hai góc này bằng nhau. Có nghĩa là góc phản xạ bằng góc tới, đúng không nào? Bằng 60 độ. Thì đây là cũng là nội dung của nhận xét thứ hai. Thì từ nhận xét số 1 và nhận xét số 2, người ta có định luật phản xạ ánh sáng. Thì nội dung của định luật phản xạ ánh sáng được phát biểu như sau: tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới
và thác tuyến của gương tại điểm tới. Ý thứ hai là góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới. Đây là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng, các em phải học thuộc định luật này. Thì thầy nói thêm về ý thứ hai, góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới. Ví dụ như là góc tới bằng 45 độ thì góc phản xạ cũng bằng 45 độ. Góc tới bằng 60 độ thì góc phản xạ cũng bằng 60 độ. Để hiểu rõ hơn về định luật phản xạ ánh sáng, chúng ta sang phần 3 la mã vận dụng. Câu hỏi số 1, cho hình vẽ, em phải vẽ tia phản xạ. Thầy các em quan sát, ở đây là trên hình vẽ này, thầy có một gương phẳng, đúng không? Gương G này, và có một tia tới SI chiếu vào gương phẳng. Thì chúng ta phải vẽ được tia phản xạ. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta vẽ tia phản xạ IR. Thì để được vẽ tia phản xạ, điều đầu tiên chúng ta phải vẽ pháp tuyến IN với gương tại điểm I. Thì vẽ pháp tuyến IN chúng ta sẽ vẽ đường thẳng vuông góc với gương tại điểm I, đúng không nào? Và chúng ta ký hiệu vuông góc. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ tia phản xạ IR sao cho góc phản xạ bằng góc tới. Chúng ta sẽ vẽ một tia phản xạ IR sao cho góc phản xạ bằng góc tới, thì chúng ta có góc tới là SIN và góc NIR bằng nhau. Và nhớ tia phản xạ phải có mũi tên hướng xa ra, từ gương hướng xa ra. Thì để chúng ta muốn vẽ thật là chính xác, chúng ta sử dụng thước đo độ, đúng không nào? Chúng ta sẽ đo độ xem góc tới bằng bao nhiêu, thì đó chúng ta vẽ góc phản xạ để chúng ta vẽ thật là chính xác. Thì đó là cách vẽ. Tiếp theo là bài số 2, cũng là bài C4 trong sách giáo khoa. Thì trên hình vẽ một tia sáng tới SI chiếu lên một gương phẳng M, hãy vẽ tia phản xạ. Thì bài này cũng tương tự như bài kia, nhưng mà bài kia là gương nằm ngang, đúng không nào? Thì bài này là gương nằm thẳng đứng, thì cách vẽ cũng tương tự. Thì để được vẽ được tia phản xạ, điều đầu tiên chúng ta phải vẽ pháp tuyến IN là đường vuông góc với gương. Chúng ta ký hiệu vuông góc. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ tia phản xạ IR sao cho góc tới bằng góc phản xạ. Đấy, chúng ta phải vẽ làm sao cho góc tới bằng góc phản xạ. Và chúng ta sử dụng thước đo độ, chúng ta đo xem chúng ta đã vẽ chính xác chưa. Nếu góc tới và góc phản xạ chưa bằng nhau thì chúng ta có thể vẽ lại, đúng không nào? Cái này rất là dễ. Tiếp theo vẫn câu bài số 2. Mà ý B, giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được tia phản xạ có hướng từ dưới lên thì phải đặt gương như thế nào? Chúng ta vẽ hình. Có nghĩa bài này chúng ta giữ nguyên tia tới SI của câu A, thì chúng ta phải vẽ gương như thế nào để có tia phản xạ có hướng từ dưới lên. Thì bài này chúng ta phải vẽ gương, đúng không nào? Thì ở trên đây người ta đã gợi ý chúng ta rồi, muốn thu được tia phản xạ có hướng từ dưới lên thì chúng ta phải vẽ tia phản xạ trước, đúng không nào? Có hướng từ dưới lên. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ tia phản xạ IR tại I từ dưới lên. Đây, theo đề bài, đúng không nào? Từ dưới lên. Và nhớ tia phản xạ phải có mũi tên. Sau đó chúng ta sẽ vẽ phân Z IN của góc SIR. Đây, góc SIR chúng ta sẽ vẽ phân Z của góc này. Thì cách vẽ phân Z chúng ta đã học rồi, đúng không nào? Tia phân giác của một góc nó sẽ chia góc này thành hai góc bằng nhau, có nghĩa là IN sẽ chia góc SIR thành hai góc bằng nhau, có nghĩa là góc SIN bằng góc NIR. Đây thì chúng ta sẽ có góc tới SIN và góc phản xạ NIR. Thì sau khi chúng ta đã có tia IN rồi thì chúng ta vẽ gương vuông góc với IN tại I. Chúng ta chỉ việc vẽ gương vuông góc với IN, chúng ta ký hiệu vuông góc. Như vậy
để chúng ta đã vẽ được vị trí đặt gương. Thì các em nhớ là chúng ta phải ký hiệu vuông góc này, ký hiệu góc tới này, ký hiệu góc phản xạ bằng nhau này, mũi tên của tia tới SI và mũi tên của tia phản xạ IR thì chúng ta mới hoàn thành cái hình vẽ, được chưa nào? Tiếp theo, thầy có câu hỏi số 3. Cho hình vẽ thì em hãy câu A vẽ tia phản xạ, câu B tính góc phản xạ. Thì bài này chúng ta sẽ có hai ý thứ nhất là vẽ tia phản xạ và câu B là tính góc phản xạ. Thì trên hình vẽ này người ta cho một tia sáng tới SI chiếu lên gương phẳng G thì góc hợp bởi mặt phẳng gương và tia tới là 30 độ. Đây, góc này là cho 30 độ. Thì câu A chúng ta vẽ tia phản xạ, câu B tính góc phản xạ. Đây, câu A vẽ tia phản xạ thì thầy đã hướng dẫn chúng ta vẽ tia phản xạ đúng không nào? Điều đầu tiên chúng ta vẽ pháp tuyến IN với gương tại Y. Đây. Sau đó chúng ta ký hiệu vuông góc. Tiếp theo chúng ta vẽ tia phản xạ IR sao cho góc phản xạ bằng góc tới. Đây, chúng ta vẽ tia phản xạ IR sao cho góc tới bằng góc phản xạ. Các em lưu ý vì sao thầy ký hiệu hai gạch này trên hai góc này? Vì sao nào? Vì theo định luật phản xạ ánh sáng, góc tới bằng góc phản xạ, hai góc này bằng nhau, chúng ta phải ký hiệu hai góc này bằng nhau để nó khác góc 30 độ này đi. Nếu chúng ta không ký hiệu hai gạch này thì người ta hiểu được là ba góc này bằng nhau bằng 30 độ. Chúng ta phải lưu ý. Và tia phản xạ IR chúng ta vẽ mũi tên. Đúng không nào? Sau khi chúng ta đã vẽ được tia phản xạ IR rồi, chúng ta sẽ tính góc phản xạ. Thì góc phản xạ là góc NIR. Đúng không? Chúng ta đang cần tìm góc này. Thì để tìm được góc này, chúng ta phải tìm được góc tới. Đúng không nào? Góc tới là thì liên quan tới góc 30 độ này. Thì liên quan như thế nào? Sau đây là bài hướng dẫn của thầy như sau. Thì chúng ta có GI vuông góc với IN. Đúng không nào? Pháp tuyến là đường vuông góc với gương, chia góc này bằng 90 độ, góc GIN bằng 90 độ. Góc vuông đúng không nào? Tiếp theo, ta có tia SI nằm giữa hai tia IN và IG. Một tia nằm giữa hai tia thì hình học lớp 6 chúng ta đã học rồi đúng không nào? Thì chúng ta sẽ có mối liên hệ giữa các góc như sau. Ta sẽ có góc GIS, các em chú ý này, GIS cộng với góc SIN bằng góc GIN. Vì là SI nằm giữa đúng không nào? Ta sẽ có mối liên hệ giữa các góc này. Thì chúng ta chỉ việc thay số vào thôi. Góc GIS người ta đã cho bằng 30 độ là góc này. SIN chúng ta chưa biết, chúng ta để nguyên. Và chúng ta có góc GIN là góc vuông bằng 90 độ. Thì từ đây chúng ta có tìm được góc SIN không nào? Rất đơn giản đúng không nào? Góc SIN sẽ bằng 90 độ trừ 30 độ bằng 60 độ. Như vậy chúng ta đã tìm được góc tới SIN rồi. Chúng ta có suy ra góc phản xạ không nào? Chúng ta nhớ lại định luật phản xạ ánh sáng. Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới. Thì chúng ta sẽ suy ra được góc tới thôi đúng không nào? Góc phản xạ sẽ bằng góc tới sẽ bằng 60 độ. Có nghĩa là SIN bằng NIR bằng 60 độ. Góc tới bằng góc phản xạ hay góc phản xạ bằng góc tới bằng 60 độ đúng không nào? Thật ra bài này rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc là nhớ lại mối quan hệ giữa các góc khi mà một tia nằm giữa hai tia và chúng ta thay số vào và chúng ta tính và chúng ta sẽ áp dụng định luật phản xạ ánh sáng vào để chúng ta tìm được góc phản xạ. Thì sau đây là sơ đồ tư duy của bài học này, bài định luật phản xạ ánh sáng.
thì các em phải biết được gương phẳng. Thì gương phẳng là những vật có bề mặt phẳng, nhẵn, bóng. Và hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương phẳng. Thì chúng ta soi gương thì chúng ta là vật, còn hình của chúng ta trong gương là ảnh. Và các em phải học thuộc và nhớ được cái thời định luật phản xạ ánh sáng. Thì định luật phản xạ ánh sáng được phát biểu như sau: tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và phát tuyến của gương tại điểm tới. Và ý thứ hai, góc phản xạ bằng góc tới. Thầy có một số dặn dò chúng ta như sau. Thứ nhất là chúng ta phải xem lại nội dung của bài này. Chúng ta có thể tự làm lại một số bài tập mà thầy hướng dẫn. Chúng ta tạm dừng video lại, chúng ta tự làm bài tập và chúng ta xem lại kết quả của chúng ta với bài làm của thầy, xem chúng ta đã đúng chưa và chúng ta sai chỗ nào. Và nhớ các ký hiệu như là mũi tên, vuông góc và các ký hiệu của góc tới, góc phản xạ. Và chúng ta phải học thuộc ghi nhớ bằng sách giáo khoa và làm các bài tập trong sách bài tập trên đây. Và chúng ta đọc trước bài số 5, ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Bài học ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Thầy chào các em, chúc các em và gia đình nhiều sức khỏe.